Thì bài này trước tiên là mình tìm cái hình chiếu thứ ba trước, đúng không các anh? Rồi bây giờ tìm hình chiếu thứ ba thì thầy nói lại cái này, đúng không? Các anh lại sử dụng cho tôi là gì? Các đường dựng hình ở đây, tương tự. Được chưa? Tương tự. Rồi, tôi cắt chỗ này đi. Rồi, mình dựng các đường thẳng đứng lên. Được chưa? Và như vậy, chúng ta có được ngay được vùng này. Đúng chưa? Và ai cũng nhận ra được hình này thì bao hình của nó là một hình gì? Là một hình chữ nhật. Có bị ngắt quãng không? Không, như vậy từ điểm này mình nối qua, nối lên trên, nối lên trên và nối lên trên. Đúng chưa các em? Rồi mình nhìn thấy ở đây nữa là cái đường chéo ở đây là biểu thị cho cái phần này, phần rãnh 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 12 này. Như vậy ở đây là bề rộng cho rãnh 12 là tính từ đoạn này đến đoạn này, tương tự cho đoạn ở đây đến đây. Và chiều sâu của rãnh 12 có phải là chính là điểm này không? Như vậy mình xác định rằng a cái vùng của nó chính là vùng này, đúng không? Vùng của nó chính là vùng này thì anh phát hiện ra ngay, thì anh thể hiện nó luôn, thấy gì thì vẽ nấy. Từ đây xuống cho tôi đến vị trí của điểm này, sang cho tôi vị trí của điểm này và lên đây, đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa các bạn? Đủ chưa? Thiếu đường nào nữa không? Còn thiếu đường nào nữa không? Nó có đường ngang đi qua không nhỉ? Có không? Có đường ngang đi qua này không? Có không? Có không? Có đường ngang đi qua không? Chắc không? Có đường ngang đi từ nối từ điểm này qua đây không? Mà điểm này qua đây không? À, có đúng không? Ở đây mình sẽ có một đường ngang nối từ điểm này qua đây và một đường ngang nối từ điểm này qua đây. Ở giữa có không? À, ở giữa chúng ta không có thì chúng ta bỏ đi đúng không? Như vậy hai đường ngang của mình là nằm ở hai bên chứ không phải là nằm ở chính giữa đúng không? Được chưa? Đấy, như vậy là xong được các đường thấy, thì thầy bỏ các đường dựng hình cho các đường thấy đi để chúng ta nhìn cho nó dễ. Được chưa? Đây. Đấy thì đây là các đường thấy, à, mình bỏ bớt đi, này mình nhìn thấy. Đấy. Như vậy là chúng ta chỉ còn là đường trong cái cung này, hai đường trong cung này và đường này là đường tâm, phải không các anh? À, đường này là đường tâm thì anh nhìn thấy này, ở đây này đường khuất đầu tiên chúng ta nhìn thấy là đường ở phía trên, chúng ta thấy cái rãnh này là rãnh 5 ly, nó xuyên suốt từ bên này, biểu thị nó bằng đường này là đường xuyên suốt đúng không, từ bên trái qua bên phải đây, thì đương nhiên ở đây nó cũng sẽ là một đường khuất xuyên suốt rồi đúng không các anh? Thì anh biểu thị ở đây cho tôi là đường khuất nối từ điểm này qua đây trước cái đã, đúng chưa? Rồi tôi biểu thị lại đường này chút để cho nó thay đổi cái đường dựng hình, à, thay đổi cái đường tâm. Được chưa các anh? Được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi các anh nhìn nhìn tiếp lên đây. Ở đây chúng ta thấy cái rãnh 5 này này cũng chính là cái điểm bắt đầu cho cái lỗ đúng không? Đúng chưa? Và như các bài trước tôi đã nói cho các anh rồi. Ở đây chúng ta có cung R15 thì đường chính là đường nằm thứ hai này. Thì ở đây nó sẽ là một đường khuất. Đường khuất tới đâu nếu như không có lỗ phi 16 thì đường này sẽ là một đường xuyên suốt từ bên này qua bên này. Nhưng ở đây chúng ta có lỗ phi 16 là được định danh bởi hai đường này chúng ta đang đi lên, do đó nó chỉ đến đây thôi. Đúng không? Và đường 16 là chính là đường nối từ điểm này xuống đây đúng chưa? Tương tự cho điểm này là ở đây. Xuống đây và đi sang đây. Được chưa các anh? Được chưa? Rồi, còn ở đây là đường này. Đường này chính là vị trí cho đường là cái điểm này đúng không? Điểm giữa này đúng chưa? Và đi ra nó là điểm này đúng không các anh?
Như vậy hai đường này gặp nhau tại đây thì đây chính là đỉnh của cái cung đó. Và đây là một cung. Cung gì? Đây là một cung gì? Cung lõm hay là cung lồi? Lõm. Như vậy xuất phát từ điểm này ra đây và ở đây. Được chưa? Được chưa các anh? Và ở đây là anh xóa cái đường dựng hình đi cho tôi. Và nhớ là thể hiện cho tôi đường tâm vào nhé. Được chưa? Được chưa? Là như vậy anh có được hình bên này. Tương tự bây giờ hình bên này, bên này anh đã có được thì anh thể hiện lại với bài này. Thì mình cắt nó như thế nào? Theo anh thì nên cắt như thế nào? Đấy. Việc đầu tiên này, việc đầu tiên khi cắt trên hình này ấy, là thứ nhất, bên hình này là anh sẽ phải bôi lại các đường này cho tôi. Đúng không anh? Đấy, anh sẽ phải bôi lại các đường này cho tôi. Được chưa? Đấy, nhưng mà trong quá trình bôi là anh sẽ phải là gì? Hình dung xem à, hình này là mình cắt toàn phần hay là mình cắt bán phần là hợp lý. Hình này, trên hình này mình cắt toàn phần hay cắt bán phần là hợp lý nha. Nhưng mà ở đây lưu ý, ở đây dừng lại đây, anh cắt toàn phần ở đây anh có nhìn thấy cái gân của nó không? Thấy không? Anh cắt toàn phần trên như này anh có nhìn thấy cái gân chỗ này không? Nếu anh cắt toàn phần trong bài này, bây giờ tôi sử dụng, tôi vẽ lại đây nha các anh. Đây, nếu như mà đây tôi có đường này ở đây, đây tôi biểu thị lại đường này. Đấy, các anh sẽ phải biểu thị lại chỗ này cho tôi. Nhưng ở đây tôi biểu thị lại để các anh thấy thôi. Nhưng mà còn các anh khi mà các anh làm thật đấy, là các anh sẽ phải cắt luôn cho tôi. Nhớ chưa? Rồi, tôi thể hiện lại cái cung trước. Quan sát tôi hướng dẫn đi. Đây. Được chưa? Và ở đây các anh có thấy tôi có đường tâm không? Có không? Không. Thì các anh phải, thứ nhất là các anh phải thể hiện lại đường tâm cho tôi. Anh phải thể hiện lại đường tâm cho tôi cái đã. Đúng chưa? Đấy, chiều cao từ trên xuống. Được chưa các anh? Đấy, anh vẽ tôi khối bao hình như vậy. Ở đây nếu như tưởng tượng này, nhìn đến đây đã, nhìn đến đây đã. Nếu anh cắt toàn phần trên hình chiếu này thì hình này mình xem như là hình cắt đứng 1/2 đúng không? Vậy thì anh cắt toàn phần trên bài này thì theo anh đường nào còn và đường nào mất đi? Theo anh, nếu anh cắt toàn phần ở chỗ này ấy thì hai cái cạnh này tất nhiên là sẽ không còn đúng không? Rồi, và ở đây nữa này, anh biến cái đường hình này thành đường thấy đúng không? Đúng chưa? Và mặt cắt của anh sẽ đổ vào đây đúng chưa? Phải không? Đó. Đây. Đúng không? Đây anh cắt toàn phần mà. Thì có phải nó mất đi đường này không? Mất đi đường này không? Vậy thì cắt có thích hợp hay không? Cắt có thích hợp hay không? Đấy, cắt có thích hợp hay không các anh? Đấy. Ở đây chúng ta có cái gân nằm ở đây đúng không? Phải không các anh? Đúng chưa?
Nếu mà cắt toàn phần trong cái hình này ấy, là ở đây này, anh sẽ cắt vị trí chỗ này, đường này biến thành đường thấy này, đường này biến thành đường thấy này, và thậm chí đường này biến thành đường thấy và đường này biến thành đường thấy. Nhưng mặt cắt của chúng ta chỉ thể hiện trong vùng này thôi. Vì cái này là mình xem như là một cái gân, gân đúng không? Trong trường hợp này nó là cái gân đúng không? Đúng chưa? Được chưa các anh? Đó, anh nhớ rồi tôi nha. Đấy, đấy là hình cắt toàn phần. Được chưa? Rồi tiếp này. Tiếp đến cái hình này thì bây giờ anh chỉ việc vẽ lại hình này sang bên đây. Anh dựng lại hình cho tôi nhá. Anh dựng lại hình cho tôi ở đây. Chủ yếu là lấy cái đường này thôi. Đây, có phải là bây giờ anh sẽ dựng lại cho tôi hình này qua bên đây đúng không? Được chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ giả sử trong hình này, trong hình này tôi muốn cắt 1/4 trên hình cắt cạnh được không? Vậy thì nếu cắt 1/4 trên hình cắt cạnh này thì hình này thay đổi thế nào? Thay đổi thế nào? Nếu cắt 1/4 trên hình cắt cạnh, có nghĩa là tôi sẽ lấy đi phần ở đây một nửa phần, 1/4 của hình này đi đúng không? Hả? Đây 1/4 của hình này đi. Thì theo anh trên này thay đổi thế nào? Là và thể hiện mặt cắt về phía bên nào? Bên phải. Như vậy nếu cắt 1/4 ở đây đi thì đường này còn không? Không. Đường này còn không? Còn không? Không. Và một nửa bên này sẽ biến thành đường. Đường gì? Sẽ trở thành đường gì? Đường nét thấy đúng không? Ở đây tôi cắt đi nhé, bởi vì tôi dùng phần mềm nhé các anh. Đây. Đấy. Và tôi nối lại cái đường thấy đằng chỗ này. Đây tôi vẫn thể hiện đặt đầy đủ cho các anh. Được chưa? Và tương tự cái cung này. Phải không các anh? Có phải như này không? Và mặt cắt chúng ta đưa vào ở đâu? Mặt cắt đưa vào chỗ nào? Mặt cắt chúng ta gạch ở đâu? Trên này hay là dưới này? Ba vùng này, vùng thứ nhất, vùng thứ hai và vùng thứ ba. Bây giờ xác định vùng này cắt ở đâu? Cắt ba vùng này, vùng này ở trên, ở đây và ở đây. Cắt ở đâu? Ở dưới đây là có phải là cái lòng trong của cái cung này không? Nó có mặt phẳng cắt cắt qua không? Không có mặt phẳng cắt cắt qua thì mình làm sao có xuất hiện được đường cắt được? Mặt ở trên này, mặt ở trên là mặt của cái rãnh này đúng không? Có mặt phẳng cắt, tôi chỉ cắt một nửa như này, có mặt nó có đụng gì chạm vào đường này không? Không, như vậy cái điểm mà tôi cắt chính là vùng ở giữa. Và đường này tôi cắt về đây. Bên này đổ mặt cắt như thế nào đúng không? Chúng ta thể hiện cái hướng cắt như thế nào thì bên này cũng phải thể hiện y chang. Chứ chúng ta không được đảo chiều. Nhớ chưa? Cả hai mặt cắt này chúng ta phải cùng chiều với nhau. Được chưa? Và sau đó sau khi hình thành xong thì các anh ghi kích thước vào cho tôi. Ghi kích thước lại thì lưu ý các anh. Đây. Thì chúng ta ghi kích thước vào chỗ này. À, này. Mình xem lại một cái thước, tôi thiết lập lại cái kích thước một chút nhé. Đây tôi thiết lập lại một chút.
Ok. Rồi, thử ghi lại. Đây. Được chưa? Được chưa các anh? Tôi đổi lại nó màu đen để các anh nhìn thấy cho nó rõ nhé. Được chưa các anh? Được chưa? Rồi tương tự như ở đây nhá. Các anh có cùng ở đây. Được chưa? Rồi, tương tự như ở điểm này. Anh chỉ việc ghi lại thôi đúng không? Tương tự. Được chưa? Và R của cái cung đó. Với cung thì mình ghi R. Được chưa? Với lỗ thì mình ghi phi. Còn một kích thước ở trên này nữa là chiều dài. Kích thước thì lưu ý ghi thoáng nó ra. Và kích thước thì luôn luôn nằm trên đường gióng đúng không các anh? Được chưa? Còn kích thước nào chúng ta không ghi được không? Được chưa các bạn? Được chưa? Được chưa các bạn? Đấy. Được chưa? Thì đây gọi là hình cắt đứng. Đúng không? Hình này được gọi là gì? Hình cắt cạnh kết hợp hình chiếu cạnh, hoặc là hình cắt cạnh 1/4, hoặc là hình cắt cạnh bán phần. Được chưa? Đấy, như vậy các anh lưu ý nha. Rồi, nhìn đến đây. Tiếp tục nhìn đến đây. Có một bạn hỏi thì như thế này. Nếu như bài này em không sử dụng hình cắt đứng mà em muốn cắt hình cắt 1/4 được không? Có nghĩa là hình cắt đứng kết hợp hình chiếu đứng. Được không? Được không? Và em lại thể hiện là gì? Em lại muốn thể hiện hình này là hình cắt cạnh. Đúng không? Thì bây giờ thể hiện được không? Được. Thì bây giờ nếu như thể hiện đây là hình cắt đứng 1/4. Đúng không? À, bằng cắt 1/4 thì hình này thay đổi thế nào? Hình này thay đổi thế nào? Hả? Hình này thay đổi thế nào? Và lưu ý các bạn này, các bạn lưu ý này. Này, các bạn lưu ý cái chỗ này nữa này. Lúc nãy mình đã nói đến trong khi mà mình thể hiện hình cắt nha. Thể hiện hình cắt thì mình được phép bỏ qua gì? Bỏ qua đường gì? Bỏ qua nét gì? Nét đứt. Thì ở đây mình có thể là mình bỏ nó đi. Các bạn lưu ý cho thầy nhé. Mình được phép bỏ qua đường nét. Nét đứt. Rồi, để chúng ta quay trở lại với lần này. Với cái câu lúc nãy là ở đây em muốn thể hiện là gì? Hình này em không muốn thể hiện hình này là hình cắt đứng, mà em muốn thể hiện là hình cắt đứng kết hợp hình chiếu đứng. Có nghĩa là hình cắt đứng 1/4. Và đây em muốn thể hiện là gì? Hình cắt cạnh. Có nghĩa là hình cắt 1/2. Được chưa? Hay là hình cắt cạnh toàn phần. Thì cũng là tên nó cả thôi. Rồi, vậy thì nếu như biểu thị trên này là hình cắt đứng kết hợp hình chiếu đứng thì hình này thay đổi thế nào? Hình này thay đổi thế nào? Thay đổi thế nào? Đó các bạn. Hình này thay đổi thế nào? Hình này thay đổi thế nào? Các bạn. Thay đổi thế nào? Ở đây chỉ có mình nét khuất nó là cái lỗ thôi đúng không? Nếu như cắt 1/4 thì rõ ràng chúng ta biểu diễn về phía bên phải thì đường này thì đương nhiên biến thành đường thấy đúng không? Nhưng mà chỉ thấy có một bên thôi, còn đường này là chúng ta sẽ xóa đi đúng không?
đúng chưa? Và chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể thể hiện nó ở đây, thể hiện đường nét khuất vào đây, à xin lỗi, thể hiện đường mặt cắt vào đây, được không? Được chưa? Còn nếu đường này, nếu hình này là hình cắt 1/2 thì có phải là toàn bộ hai đường này sẽ biến mất không? Đúng không? Đây, hình này như vậy sẽ biến mất này. Và toàn bộ đường ở đây là gì? Chúng ta sẽ trở thành đường đường thấy hết, đúng không? Và mặt cắt là chúng ta sẽ thể hiện ở đây và thể hiện ở đây. Được chưa? Được chưa? À, đấy. Rồi, bây giờ để tưởng tượng cho nó dễ thì hãy quan sát trên đây, tôi sẽ cắt 3D cho các bạn xem. Đây. Như vậy cái bài mà tôi đang hướng dẫn các bạn nó là bài này, phải không các bạn? Được chưa? Ở đây tôi mở cho các bạn lên này, tôi mở các bạn xem này. Đây. Như vậy đây là dạng hình chiếu trục đo của nó, đúng không? Được chưa? Đây là dạng hình chiếu trục đo, được chưa? Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cắt 1/2, đúng không? Đây. Nguyên tắc ở đây chúng ta cắt 1/2 này, đây này. Đây, ở đây tôi có sử dụng cắt 1/2 này. Ra tôi sẽ chọn một mặt phẳng cắt là của tôi. Có nghĩa là mặt phẳng cắt của tôi ở đây bây giờ nó là mặt này. Đây. Tôi sẽ phải tạo ra mặt phẳng cắt trước đi đã. Rồi, mặt phẳng cắt của tôi. Được chưa? Như vậy cắt 1/2, như vậy mặt phẳng cắt của tôi là như thế này, đúng không? Đúng không các bạn? Đúng chưa? Và bây giờ nhá, tôi sử dụng cắt ở đây đi này, tôi cắt 1/2 có nghĩa là tôi chọn mặt phẳng cắt ở mặt phẳng này. Được chưa? Được chưa? Và tôi cắt vào đây. Thì ở đây có phải là tôi nhìn thấy đường này không? Nhưng đây là phần mềm, đúng không? Ở đây là phần mềm, mà phần mềm là do con người tạo ra, đúng không? Trong phần mềm ở đây thì nó không có nhận biết được đâu là cái gân. Phải không các bạn? Do đó nó khi mà có mặt phẳng cắt cắt qua là nó cắt luôn cả cái gân này luôn. Đúng chưa? Thì đây có phải là cái phần mặt cắt chúng ta gạt cắt vào không? Phải không các bạn? Phải không? Được chưa? Thì có phải là chúng ta sẽ thấy đường này là đường thấy chỗ này không? Thấy chưa? À, ok. Thì đấy là hình cắt 1/2. Thế bây giờ hình cắt 1/2 nhưng mà lại theo cái hướng kia. Theo cái hướng này. Được chưa? Đúng không? Mặt bằng 2 lại theo cái hướng này. Đúng không các bạn? Đấy, mặt bằng 2 mặt cắt mặt bằng 2 thì lại theo cái hướng này. Có nghĩa là mặt bằng cắt tôi đặt ở đây. Đúng không các anh? Các bạn tôi cắt như thế này vào không? Thì các anh có thấy cái phần này này, có phần là cái, đây là cái phần mình gặp nó cắt vào không? Đây này. Thấy không các anh? Có thấy cái phần này không? Thì đây có phải lòng của cái cung không? Đây có phải là cái một bên của cái giản không? Đúng chưa? Và chúng ta thấy ở đây đúng chưa? Được chưa? Rồi. Đấy, các anh lưu ý cho tôi nha. Đấy.